Lịch sử tỉnh thất An Thạnh. Tỉnh thất An Thạnh tọa lạc tại ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, do Đại Đức Thích Trung Bổn thành lập. Tịnh thiền cửa Phật từ bi, thất trân tô điểm liên trì hoa khai, an yên tánh đức Như Lai, thạnh bình thế giới vạn loài quy y. Ngày 15 tháng 6 năm 2004, Phật tử Huỳnh Tuấn Kiệt đầy đủ duyên lành được Hòa Thượng Thích Trí Quận thế phát xuất gia tu học tại chùa An Dương, xã Bình Nhì với pháp danh Thích Trung Bổn. Sau khi xuất gia, thầy Trung Bổn được Hòa Thượng Bổn Sư cho vào học tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang khóa 4. Năm 2005, thầy Trung Bổn được Hòa Thượng Bổn Sư cho đăng đàn thọ sa di giới tại Đại Giới Đàn Chánh Tâm do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức tại chùa Kim Cang, thành phố Tân An. Đến năm 2008, Sa Di Thích Trung Bổn được thọ tỳ kheo giới tại Đại Giới Đàn Chánh Hậu do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức tại chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho. Sau khi được thọ cụ túc giới, Đại Đức Thích Trung Bổn tiếp tục nỗ lực chuyên cần tu học, tốt nghiệp trường Trung cấp Phật học tại Tiền Giang năm 2009, rồi tốt nghiệp chương trình cử nhân Phật học năm 2013 tại Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp chương trình Phật học, với tâm nguyện hoằng pháp độ sanh, đem sở học để hướng dẫn Phật tử. Cũng trong năm 2013, Đại Đức mua được phần đất với diện tích hơn 5.000 m² của bà Tạ Thị Phi, ngụ tại ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhật, huyện Gò Công Tây. Được Hòa Thượng Ân Sư cho phép, Đại Đức về nơi đây cất thảo am tu học và hướng dẫn bà con tại địa phương tụng kinh niệm Phật, sinh hoạt giáo lý Phật Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, trong kinh A Hàm Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, hãy đi đi, đi đặt xa để thuyết pháp, vì lòng từ bi, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Thì sau khi hoàn thành khóa học nơi Phật Học Viện niên khóa 2009-2013, chúng con về đây thì được sự nhân duyên lớn là Phật tử Tạ Thị Phỉ, pháp danh là Diệu Hạnh, sang nhượng phần đất này với diện tích là 5.000 m². Sau khi được sự giúp đỡ của chư tôn đức trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Tây và được sự đồng thuận của chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni trong tỉnh nhà và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như chính quyền nơi Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho thành lập ngôi tỉnh thất mang tên An Thạnh vào năm 2016. Ngày 20 tháng 9 năm 2015, Đại Đức Thích Trung Bổn làm đơn xin gia nhập cơ sở nơi đây vào sinh hoạt trong hệ thống Giáo hội Phật giáo với tên gọi là Tịnh thất An Thạnh. Qua xem xét hồ sơ, được sự đồng thuận của chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây, chính quyền các cấp, sự tín tâm của bà con tại địa phương đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ra công văn số 1933 trên QĐ-UBND ký ngày 1 tháng 7 năm 2016 về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
và được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang ra quyết định số 025 trên QĐ BTS ngày 5 tháng 7 năm 2016 về việc thành lập và gia nhập danh bộ Tự viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, đồng thời bổ nhiệm Đại đức Thích Trung Bổn trụ trì tỉnh thất An Thạnh tiếp tục kiến tạo và hướng dẫn Phật tử địa phương tu học đúng chánh pháp. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2018, nhằm ngày 19 tháng 12 năm Đinh Dậu, được sự cho phép của giáo hội và chính quyền các cấp, Đại đức Thích Trung Bổn tổ chức lễ đặt đá xây dựng ngôi chánh điện tỉnh thất An Thạnh với kiến trúc chùa gỗ Việt Nam hình chữ nhất, ba gian hai trái để thờ Phật, thờ Tổ, chư vị Bồ Tát. Sau 2 năm xây dựng, ngôi chánh điện hoàn thành và đưa vào sử dụng cho việc sinh hoạt tu học của tín đồ Phật tử. Để thuận tiện sinh hoạt trong những ngày tam quân tứ quý, Đại đức trụ trì cũng đã tiếp tục xây dựng các công trình phụ như nhà khách, nhà bếp, khu vệ sinh, khuôn viên tỉnh thất, lót gạch sạch đẹp, trồng cây cảnh hài hòa, tạo cho không gian ngôi chùa ngày càng thêm trang nghiêm và an tịnh. Với tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh của một người đệ tử Phật, chúng con đã đặt đá và kiến tạo ngôi tỉnh thất An Thạnh vào năm 2018. Và sau hơn một năm xây dựng, ngôi tỉnh thất đã hoàn thành với sự chứng minh của chư tôn tịnh đức tăng ni ở trong huyện nhà. Và đến nay thì các công trình phụ cơ bản đã được xây dựng để tổ chức cho Phật tử về để chiêm bái và tụng kinh hàng đêm. Ngôi tỉnh thất An Thạnh cũng được chính quyền địa phương xã Thạnh Nhật bình chọn là cơ sở thờ tự văn hóa trong năm 2022. Ngoài việc trang nghiêm chùa cảnh, hướng dẫn Phật tử tu học, Đại đức Thích Trung Bổn còn tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội do chính quyền địa phương phát động, giúp đỡ bà con nghèo, các hoàn cảnh khó khăn trong những ngày lễ lớn của Phật giáo, góp phần làm lời đạo ích đời. Hiện tại, Đại đức Thích Trung Bổn giữ chức vụ Phó trưởng Ban trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo huyện Gò Công Tây và tích cực tham gia trong các Phật sự của Giáo hội Phật giáo huyện nhà. Kính bạch chư tôn đức ở trong xã Thạnh Nhật, thì sau khi chùa Long Thạnh của Hòa thượng Ân Sư đã sáp nhập về xã Bình Nhì, thì nơi địa phương Thạnh Nhật chưa có cơ sở tôn giáo, cho nên chúng con phát tâm phải làm sao để mở đạo tràng để cho Phật tử về để nghe giáo lý, để chịu khóa những nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc sống và tăng niềm tin Phật Pháp, để nơi đây là nơi truyền thừa mạng mạch của Phật Pháp, của chư Tổ, và để cho cuộc sống tỉnh thức, đời sống tâm linh của bà con Phật tử nơi đây càng ngày càng tinh sâu vào ba ngôi tam bảo. Chúng con sẽ tổ chức đạo tràng với thời gian thích hợp tới đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.